Chị ơi, anh
Là gì nhỉ? Văn Ngọc à? Thank you.
Và các vận động viên cảm thấy như thế nào khi chị Ngọc lộ diện ra? Thì đâu là biết rồi. Anh sợ quá anh ơi. Nhưng mà hôm nay mà tôi thấy gương mặt ở trên sân khấu thật sự là Trang cũng rất là vui và hơi hơi cảm động chút xíu, tại vì cái thời mà anh em mình còn trong trường á anh, rồi mình còn hơi tim tim chút xíu thì thật sự là rất là thích nước chàng mây trắng. Muốn anh về hôm nay cái chương trình này mới được đứng lại ở trên sân khấu. Thật sự là Ngọc nghĩ là Ngọc chỉ muốn tham gia vui và muốn đứng ở trên đây và muốn thật sự đối diện mặt mình với lại khán giả, cho nên là rất là muốn có mặt. Đáng lý ra là rất là buồn nhưng mà thật sự Ngọc rất là vui vì ngày hôm nay Ngọc được lộ diện ở đây, được một Thu Ngọc đứng ở trên sân khấu với tất cả quý vị khán giả. Tất cả đều rất ủng hộ cho Thu Ngọc và hẹn gặp lại Thu Ngọc. Xin cảm ơn rất nhiều, xin chân thành cảm ơn. Người trắng đã ngừng hoạt động một thời gian và mãi đến năm 2014 thì thành viên Ngọc Trân mới về lại nhóm Mây Trắng, thì lúc đó thì lại Ngọc lại không tham gia được. Vòng đầu tiên đứng trên sân khấu rất là rung nhưng mà rất là hên là hôm đó là được hát song ca với lại một thí sinh nữa, cho nên là cái rung đó bớt đi. Rất là nhiều fan đó đến bây giờ cũng vẫn còn nhắn tin nói là chị ơi chị đi hát lại đi. Thật sự là mỗi lần mà nghe những cái câu động viên như vậy thì Ngọc rất là cảm động và cũng rất là mong muốn, nhưng mà Ngọc nghĩ rằng là ai bất kỳ ai tham gia hoạt động nghệ thuật cũng đều phải cần có cái duyên, và Ngọc nghĩ là nếu như thật sự sau chương trình này Ngọc còn cái duyên thì chuyện Ngọc trở lại cũng đâu thể nào nói trước được điều gì. Lâu không đứng khớp hay giống như đợt mình xem cái gì nhỉ, cái mà cái nhạc sĩ Đỗ Nhuận mà cái cô thì nghệ sĩ nhân dân lâu vẫn còn khớp mà đúng không? Chị ơi, giúp một cái. Từ từ Thank you.
Cảm ơn mọi người, mời đám lúc lời.